Thưa quý vị, TechMart là sự kiện thường niên do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm từ các hiệp hội, văn phòng xúc tiến thương mại, doanh nghiệp công nghệ ra thị trường phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tham gia triển lãm, công ty trách nhiệm hữu hạn VNGreen, tiền thân là công ty 100% vốn nước ngoài, sở hữu công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, chuyên sản xuất bột ion canxi từ vỏ hầu 100% từ thiên nhiên, đã cung cấp giải pháp lành sạch, an toàn từ thiên nhiên, thân thiện với con người, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, phân bón. Sau 15 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chuyển giao công nghệ thành sở hữu của người Việt Nam. Cái UVKI là nó là ion canxi chiết xuất 100% từ vỏ hầu thiên nhiên, là rất là an toàn và lành tính, được các cái viện kiểm nghiệm trong nước và ngoài nước uy tín trên thế giới công nhận và được phép lưu hành trên toàn thế giới. Được biết, bột ion canxi với thương hiệu UMIKAI đã được kiểm nghiệm ứng dụng và an toàn lành tính với con người tại các cơ quan y tế, công nghệ trong nước và quốc tế. UMIKAI đã được VNGreen cung cấp cho các công ty xuất khẩu nông sản, thủy hải sản dùng để sơ chế, bảo quản để xuất khẩu và được các đối tác nước ngoài như Nhật, EU cho phép sử dụng vì an toàn với con người. Giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩm với công nghệ ion canxi từ Nhật Bản đặc biệt hiệu quả cho việc khử mọi hóa chất tồn dư cũng như là thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên bề mặt thực phẩm. Ngoài ra thì có thể khử được những cái nấm mốc ký sinh, còn có thể có một cái lớp màng bọc ion canxi siêu mỏng cho thực phẩm, giúp thực phẩm được bảo quản tươi ngon lâu hơn, chống tái nhiễm khuẩn ngay cả sau khi được làm sạch. Hiện tại, sản phẩm UMIKAI đang được kinh doanh và phân phối cho các công ty chế biến thực phẩm, các cơ sở sơ chế thực phẩm và các hộ gia đình dùng để sơ chế, làm sạch, bảo quản thực phẩm. Giải pháp đã mang lại sự an tâm và sức khỏe của người dùng trong nấu ăn gia đình, nhà hàng khách sạn, các tổ chức sản xuất chế biến thực phẩm, các nơi sản xuất nông thủy hải sản trong nước và xuất khẩu.